Ok anh em ha, thì hồi đó giờ cái kinh mình cũng không có quay CBR, thì sẵn tiện hôm nay có một chiếc CBR 150 xe độ, độ kiển sương sương, nội công thì có độ hay không mình chưa biết, bây giờ mình khám phá nè. Chắc là gạ mình rồi. Rồi xong rồi. Rồi. Bạn đã chất thiệt. Rồi lên nữa kìa. Rồi xong, tiếp cận luôn rồi. Hả? Làm cái gì? Làm cái gì ta? Dọc đường thẳng vui thôi. À, chạy đường thẳng vui thôi hả? Ủa xe này chạy sao lỡ? Thiệt không? Xe này mô tô, còn xe này là xe máy. Xe này mô tô, xe này xe máy. Sao xe máy chạy lại mô tô? Cái này mô tô. Xe máy hả? Thì nó là xe máy mô tô đó. Còn hàng này là không được gọi là mô tô, mà hàng này chỉ được gọi là xe máy thôi. Từ từ đi coi xe làm gì không đã. Chắc không? Để lên khúc kia coi. Lên khúc kia soi kỹ cái xe có làm không đã. Lỡ xe có làm thua nhục chết. À, ok không? Wow, xe này có làm là chắc chắn rồi. Xe này sao diễn được? Xe này CBR 250 phải không ta? 150 thôi. 150 hả? À, nó có 150 à. Ủa vậy dễ hả? Thử thì thử, nhưng mà mình để coi cái xe mình có làm gì không đã. Bây giờ lên khúc kia mình soi cái xe bạn cái, coi xe bạn có làm gì không đã, rồi mình mới tính tới chuyện mình thử hay là mình chơi gì thì từ từ.
Cái xe này zin không? Ủa cái dè nó gãy hay đâu mất rồi nè? À, xe này là mình đi của mình nên mình không chở người, cho nên là tháo cái chân tháo dè luôn. Ủa cái này là mình tháo ra chứ không phải rớt hả? Thôi đi chạy cũng rớt nữa. Hồi nãy chạy tưởng rớt dí theo nhắc. Ok anh em ha, thì hồi đó giờ cái kinh mình cũng không có quay CBR, thì sẵn tiện hôm nay có một chiếc CBR 150 xe độ, độ kiển xương xương, nội công thì có độ hay không mình chưa biết, bây giờ mình khám phá nè. Thì hôm nay có chiếc CBR thì mình sẽ quay cho anh em xem. Chiếc này người ta gọi là bò đực. Bên đây là nó bị mù hết con mắt nè. Ê con mắt này nó bị mù phải không? À, kiểu như giống như là nó bị mù, nó bị hư hết con mắt á, nhìn nó ngầu ngầu. Wow, đù. Cái dàn đầu CBR đúng ngầu luôn á. Nhìn nó đẹp quá ta. Nhưng mà chắn gió nó hơi nhỏ. Cái chắn gió này là mình cũng thay rồi đúng không? Chứ chắn gió zin nó hình như là nhỏ hơn luôn á. Ừ, quá đã luôn. Cái dàn ghi đông là có độ nè. Trước tiên là bao tay Accosato, cùng tăng tốc Accosato. Nó cũng giống giống tựa tựa như cái cùng mình đang đi đẳng là Domino á, nhưng mà nó khác cái logo, khác cái chất liệu. Nó rẻ hơn anh. Ủa nó rẻ hơn hả? Rẻ hơn nhiều lắm. Nó còn nhiều. 900. Ủa tính ra nó rẻ mà nó riêu luôn á hả? Nó riêu á. Wow. Cái này được đó là nó chỉ hơi bị ngon luôn á. Chỉ có một chế độ xài trong trường đua chứ là ray thôi. Chứ nó không có nhiều cái nấc chỉnh như của Domino. Domino cũng có con nấc chỉnh à? Ồ vậy hả? Ờ. Ngon. Anh em có thể tham khảo cái bộ này ha. Cùm tăng tốc Accosato. Quá đã luôn. Thì kế bên là mình đi cùm Domino. Thì hai món này nó cũng tăng thêm cỡ mấy mã lực rồi. Có đâu anh. Đúng không? Mấy con ốc này là mình gắn thêm vô chứ zin nó đâu có mấy con ốc này đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, nhìn đẹp quá ha. Còn ghi đông này là mình thay luôn rồi. Dạ. Là cái ghi đông này ốc ác là hay hết rồi. Đúng rồi. Nó đâu có còn gì zin đâu. Dạ, cũng thay rồi. Còn được cái đồng hồ zin nè. Phục thay luôn. Ồ, mình nhìn vô mình tưởng zin nhưng mà thật sự là mất zin từ lâu rồi. Thì nhìn vô dàn ghi đông là tăng thêm mớ mã lực rồi đó. Cái tay thắng là chắc chắn phải thay rồi nè. Thay rồi. Nó mới có điểm nhấn chỗ dàn ghi đông, đó là tay thắng RCS Kosakota mười mấy? 15. À 15. Mình đi với con heo gì? Rambo 4 bích. À cũng được. Thì em đọc ở trên web Rambo mình á. Ừ. Nó khuyến cáo đi tay này là con này. À. Nhất rồi. Bên đây là cái tay zin thôi nhưng mà sơn carbon. Đó. Đây là tay dầu, xuống đây là một cái con heo. Đi mỗi con heo Rambo 4 bích bình thường thôi. Con này như giá thị trường giờ nó nhiêu em nhớ không? Xưa em thay 4,5 triệu. Giờ nó cũng tầm đó đó. Rồi, chiếc này nói chung thay đổi hết rồi, cặp phục đẹp không? Cái dè này chắc gì zin ha. À cái phục là có dè luôn. Dạ, đúng rồi. Lớp thì đi lớp Billy Rosso, size khá là bự luôn. Để mình coi size này size nhiêu. Đằng trước là size 101. Đằng sau là 104. 150 luôn hả? Wow. Rồi cái này là mình làm luôn. CNC á. Cái bộ thắng ABS. Không, cái là cái vòng thôi. Mình gắn cho đẹp thôi hả? À đúng rồi. À nhìn cứ tưởng là có ABS luôn ha. Ừ. 2018. Không, cái này mình có thể độ vô mà. Tại vì em muốn đi điện á. Đúng rồi, độ vô cũng đơn giản lắm, không có gì hết. Rồi nhìn cái dàn đĩa quá trời quá đất, đã cực kỳ luôn. Dây dầu heo, ốc titan. Để mà nó giảm trọng lượng xuống xe nó phóng nhiều hơn. Cái cặp mâm là cái điểm nhấn là cái cặp mâm nè, mình sơn tới hai màu luôn ha. Cái cặp mâm này là kiểu như là mình thiếu sơn đúng không? Mình lót màu bạc, mình lên màu đen. Cái mình lên được nữa, cái nó hết sơn. Cái mình phối thành bạc đen. Quá dữ luôn. Cặp mâm này sơn hai màu anh em. Nó chơi chứ cặp mâm này là cố tình sơn hai màu. Kiểu như mình cắt tỉa nó. Thấy không? Ở đây là có một cái cánh gió nha anh em. Cái cánh gió theo kiểu MotoGP á. Cái này chắc chắn là cũng độ vô nè. Chiếc xe zin làm gì có cái này. Mình gắn cái cánh gió này vô làm chi em? Nó đẹp quá anh. Rồi nó tăng thêm mớ mã lực nữa rồi. Đúng không? Nặng xe thêm chứ. Không, nó ép.
kiểu như khí động học anh em. Khi mà anh em chạy á, là gió nó sẽ luồn vô đây nè, nó sẽ luồn vô đây, nó ra ngoài này, nó ép cái xe, nó đè cái đầu xe xuống, thì lúc đó xe nó chạy nó giọt hơn. Cái đó là mình có tính toán được không, mình gắn cho đẹp. Gắn cho vui vậy thôi. Xe này đâu chạy nhanh đâu. Cái bình xăng này đừng nói thay luôn nha. Đâu có, dinh. Dinh hả? Cái này dinh. Rồi cái yên sau là không gắn. Chạy là chạy có mình ơn à. Ok, thì mấy cái điểm nhấn nhỏ nhỏ, chi tiết thì sơn carbon nha anh em. Còn dàn áo là sơn A+, là sơn tem luôn á. Cái tông màu của chiếc này là xanh, đỏ, đen, trắng. Đẹp ha. Ok, cái cục máy xe này là mình đã làm gì ở chổng rồi em? Dinh anh ơi. À, cục máy là xe dinh. Là mình đã làm bô xăng lửa thôi. Không có bô xăng lửa luôn, dinh đó. À, vậy là bô thôi, không có xăng lửa. Cái động cơ này á, là nó chỉ có 150cc thôi. Nhưng mà em chạy em thấy nó có đã chưa? Chưa đã, so với em đang tính chuẩn bị mua thêm chiếc nữa. Chuẩn bị mua thêm chiếc nữa hả? Là chiếc này dư ra. Chiếc này dư ra. Dư ra. Thêm chiếc nữa. Dư ra, qua mượn chạy được không ta? Thích thì anh cứ qua thôi. Mượn đi tour bầu lực luôn á. Bầu lực có gì cho em chơi hoài hả? Ghê hả? Ra phía sau đi một cái cable Panasonic Akamovic, bô Akamovic Carbon. Bô này chắc chắn là real luôn phải không? Yeah, nghe nó hay quá. Thì không có đi tiêu luôn em. Không có đi tiêu luôn. Nghe âm thanh rất là uy lực. Cổ là đi cổ Titan. Mà đi có một khúc hoài, khúc trong không có đi. Nổ rất là hay. Để chút mình nổ cho anh em nghe thử. Còn nữa nhiều lắm. Về cái dàn đĩa sau của xe bạn này á, thì mình đi logo đỏ. Rambo logo đỏ. Đĩa zin ha. Em có cái này đẹp trên coi. Cái gì? Cái kính. Cái đẹp không anh? Cái này là để dành nặng mụn. Nếu mà anh xài là để dành nặng mụn nè. Chứ nhìn đâu được đâu. Cái này hay lắm, cái này không phải kiến đâu anh. Cái này CNC á. Ủa, là sao? CNC á, xong chán gương lên. Chứ nó không phải là kính. À, là nó miếng nhôm CNC. Cái chán gương lên. Wow, đẹp chưa? Ok, cái này chừng nào không xài nữa cho anh đi. Nói chung chiếc này thì 150, động cơ nó giống như Winner vậy á, nhưng mà được cái là cable này khá là hay. Nghe rất là êm ái luôn, không đi tiêu. Tiếng máy êm ru. Wow, phê. Ơi, cái này không biết anh chống chân tới không mà. Tới không? Chạy thử ha. Chạy thử một vòng đi. Có sợ chạy luôn không? Không. Chắc không? Biết nhìn cái mặt anh có uy tín không? Chiếc kia lỗ á. Chiếc này đồ chơi nhiều hơn nè. Ôi, số cực kỳ nhẹ luôn. Má ơi, số nhẹ như vậy. Nó vậy luôn á hả? Số nhẹ. À. Ngồi lên cái con này là góc quay hơi bị đẹp luôn nha anh em. Về cái dáng ngồi của con này là nó sport, ngồi nó quậy quậy sao á. Ha, ngồi đúng sport luôn á. Xe này đã độ lại rồi. Cái dáng zin chuẩn của CBR cho 50 mình không biết như nào, nhưng mà xe này đã độ lại cái dàn ghi đông rồi, cho nên là ngồi giống như là mấy chiếc phân khối lớn. Đẹp quá. Đất ơi, nó đầm kìa, xe nó đầm kìa. Chạy nó sướng hơn Winner anh em. Chạy nó sướng hơn Winner với Sonic nhiều lắm. Mình nghĩ là cái con EQ nó khác nè. Với cái dáng ngồi của con này nó đầm lắm. Lướt gió chạy nó sướng hơn mấy cái dòng xe Underborn. Cái này nó thuộc dạng xe mô tô rồi. Wow. Xe này đi tour đỡ mệt lắm luôn á. Mình núp xuống cái mình nằm lên bình xăng luôn à. Ok,
Ok thôi, cảm ơn anh em đã xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em.